Dân tình đồng loạt choáng váng, hoa mắt trước độ giàu có khó tin của Lisa, nữ nghệ sĩ thần tượng của nhóm nhạc Blackpink khi cô khoe ngồi lên chiếc ghế trong nhà có giá trị lên đến gần 1 tỷ, ngang ngửa với chiếc xe hơi. Lisa Blackpink là vốn nổi tiếng với danh xưng phú bà giàu có bậc nhất trong K-pop, do đó không lấy làm lạ khi các món đồ mà cô nàng sử dụng không chỉ là hàng hiệu mà còn được bán với mức giá đắt đỏ và hiếm có. Thế nhưng mới đây, dân tình lại được dịp trầm trồ trước độ giàu khủng của nữ idol sinh năm 1997 khi cô nàng tiết lộ một góc nhỏ trong căn biệt thự của mình. Chuyện là, trong phần tin mới trên Instagram, Lisa đã đăng tải một bức ảnh chụp chú mèo Leo xinh xắn. Trong bức ảnh, mèo cưng của Lisa ngồi trên một chiếc ghế da màu đen với những họa tiết màu sắc vô cùng bắt mắt. Ngay sau đó, netizen đã lập tức soi ra được thương hiệu cũng như tên chiếc ghế mà Lisa đang sử dụng. Theo đó, mẫu ghế da xuất hiện trong tin mới của Lisa có tên đầy đủ là Extra Large Leather Multicolor Crossbed Beanbag và đến từ một thương hiệu của Mỹ có tên là Chomhurst. Đây là brand chuyên sản xuất các sản phẩm nội thất, phụ kiện, đồ dùng dành cho gia đình với những thiết kế vô cùng độc đáo và sáng tạo. Trong số đó, mẫu ghế được Lisa lựa chọn là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng. Đặc biệt, sản phẩm này hiện đang được bán với mức giá vô cùng đắt đỏ là 40.000 USD, xấp xỉ 970 triệu đồng. Theo thông tin trên website, chiếc ghế này được làm bằng chất liệu 100% da thật với kích thước chiều cao khoảng 71cm và đường kính khoảng 142cm. Chiếc ghế được thiết kế đơn giản, có hình trụ tròn và chất liệu mềm mại như ghế lười, do đó khi ngồi lên, gia chủ có thể cảm nhận được sự êm ái và dễ chịu tuyệt đối. Đặc biệt trên bề mặt da của ghế còn có các họa tiết màu sắc bắt mắt, chính là điểm đặc biệt của chiếc ghế này. Hiện sản phẩm đã được bán hết trên website của Chomhurst. Sau khi bóc mác chiếc ghế này, netizen thi nhau há hốc trước độ chịu chơi của Lisa trong việc sắm sửa đồ dùng nội thất. Đồng thời, cư dân mạng cũng nể phục độ giàu có của cô nàng này ở độ tuổi 26. Đầu tháng 2 năm 2023, Net đưa tin Lisa Blackpink chính thức trở thành chủ nhân của một căn biệt thự đẳng cấp có giá 7,5 tỷ won, 143 tỷ đồng thuộc quận Seongbok, Seoul. Căn biệt thự có diện tích khoảng 200 peom, 661 m2, gồm 2 tầng trên mặt đất và 1 tầng hầm. Theo Net, Lisa ký hợp đồng mua nhà từ hồi tháng 7 năm 2022 và mới hoàn tất việc thanh toán vào hôm 30 tháng 1 năm 2023. Được biết, khu vực Seongbuk vốn nổi tiếng sầm uất, giàu có, cũng là nơi sinh sống của giới thượng lưu Hàn Quốc. Ngoài ra, cô cũng sở hữu một chiếc thẻ đen quyền lực chỉ dành cho giới siêu giàu. Theo Korea Boo, chỉ có 0,05% dân số Hàn Quốc có cơ hội nắm trong tay chiếc thẻ danh giá này. Yêu cầu cơ bản của chủ thẻ là chi tiêu ít nhất 10 triệu won, 191 triệu đồng mỗi tháng, tài sản tối thiểu phải là 10 tỷ won, 191 tỷ đồng, giàu là điều kiện cần nhưng vẫn chưa phải là điều kiện đủ để nắm trong tay chiếc thẻ quyền lực này, bởi muốn sở hữu thẻ, người đó còn phải được Hyundai thông qua. Để có được khối tài sản này, Lisa đã hoạt động rất chăm chỉ. Sau khi gia nhập YG Entertainment, cô đã xuất hiện trong các quảng cáo và thậm chí có cả trò chơi điện tử. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lisa có các cát khổng lồ lên đến 600.000 USD cho mỗi lần hợp tác và 200.000 USD cho mỗi bài đăng trên Instagram.